Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Nhâm Nhi Một Tách Trà. Đây là chương trình giúp chúng ta chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề liên quan tới nhịp sống 4.0. Tôi là Bảo Lộc, host của chương trình ngày hôm nay. Khách mời ngày hôm nay là một khách mời vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện trong Nhâm Nhi Một Tách Trà. Là một nữ MC truyền hình đến CEO cổ phần truyền thông Rồng Tiên Sa, cô Lệ Chi. Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào MC Bảo Lộc. Rất vui được chào đón cô đến với Nhâm Nhi Một Tách Trà. Thì không biết cảm nghĩ của cô đầu tiên khi đến với chương trình ngày hôm nay là gì? Cảm xúc của tôi khi mà được Bảo Lộc mời tham dự chương trình để cùng trò chuyện với Bảo Lộc và chủ đề Nhâm Nhi Một Tách Trà ngày hôm nay đó chính là cảm giác là một chương trình rất là sôi động và chủ đề thì thường xuyên thay đổi, và tôi rất là trông đợi chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì. Hôm nay là một chủ đề vô cùng đặc biệt, là một chủ đề liên quan tới tình yêu. Thì mong cô sẽ chia sẻ đi cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Có lẽ là tôi có kinh nghiệm trong tình yêu chăng? Tôi xa xa. Vâng, thì đến với một câu hỏi đầu tiên, thì là câu hỏi thường xuyên xuất hiện ở trong Nhâm Nhi Một Tách Trà. Em có tìm hiểu và biết tiếng cô đã có một biến đổi riêng cho mình, và hiện tại là đang có một bé gái 6 tuổi rất kháu khỉnh. Thì theo cô, độc thân khi yêu và sau khi kết hôn nó sẽ khác nhau như thế nào? Độc thân khi yêu, tôi nghĩ rằng là khi yêu thì thường là mình đã có đôi có cặp rồi, thì nó cũng không hẳn là độc thân đâu. Người độc thân thì nó đơn giản chỉ là mình sẽ không ràng buộc với ai cả. Nhưng khi đã trong một mối quan hệ, tức là mình phải có trách nhiệm. Nên tôi nghĩ khi đã yêu thì nó sẽ không gọi được độc thân. Còn với khi kết hôn thì cái việc gắn kết đó nó còn gắn liền với trách nhiệm, nó gắn liền với rất nhiều những nghĩa vụ khác nhau. Và như chúng ta thấy rằng là khi kết hôn thì chúng ta phải đăng ký kết hôn là vậy đó. Nó gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ nữa. Nên là cả hai cái độc thân trong tình yêu và khi kết hôn nó đều có những mối quan hệ ở bên trong đó. Chúng ta phải làm sao để có thực hiện đúng cái trách nhiệm và nghĩa vụ trong cái mối quan hệ đó. Vâng, thì nếu được sử dụng ba từ để miêu tả tình yêu thì cô muốn truyền tải điều gì cho giới trẻ? Nói chung chung thì rất là dễ, còn để nói ba từ mà truyền tải cả một vấn đề lớn về tình yêu thì mỗi người quan điểm khác nhau nha, nó không có giống nhau. Tôi nghĩ rằng là để mà trong tình yêu, từ đầu tiên tôi muốn nói đến đó chính là sự thấu hiểu. Và sau đó khi mà mình đã thấu hiểu rồi thì mình có sẻ chia hay không, và tiếp theo nó sẽ là sự sẻ chia, và cuối cùng nó là sự tôn trọng. Khi được tiếp xúc và làm việc với cô thì em biết cô là một người mạnh mẽ và kiên định. Thì không biết là khi trong yêu thì cô là một người như thế nào? Trong tình yêu hay trong cuộc sống thì tôi đều là một người sống đúng với những suy nghĩ bên trong mình, kiên trực và có những cái sự mạnh mẽ ở bên trong. Tuy nhiên thì cũng chính vì cái điều đó nó sẽ làm cho bản thân mình đặt ra quá nhiều những cái kỳ vọng trong một mối quan hệ nào đó. Tôi đang làm quen với cái việc rằng là chúng ta sẽ chấp nhận những cái thiếu sót của những người đối phương và phải hoàn thiện chính bản thân mình, không đòi hỏi. Có thể tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong một mối quan hệ đó thay vì tôi kỳ vọng quá nhiều vào họ. Điều đó nó sẽ phù hợp với ba yếu tố để tôi quan niệm trong tình yêu, đó chính là sự thấu hiểu, sự sẻ chia và tôn trọng. Vâng, thì em hiểu những gì mà cô vừa chia sẻ, em cũng cảm nhận được những điều cô nói. Thì có một quan điểm cho rằng thì đa phần các bạn trẻ khi yêu thiên về cảm xúc, còn những bạn trẻ khi có công ăn việc làm ổn định sẽ thiên về lý trí. Thì không biết là theo cô quan điểm này có sự khác nhau như thế nào? Tình yêu thì nó sẽ xen lẫn giữa cảm xúc và lý trí. Lúc mà mình mới yêu thì có thể là cái cảm xúc nó nhiều hơn. Lúc mà mình đã xác định đi đến hôn nhân với một ai đó thì mình sẽ đặt lý trí vào một cách trọn vẹn để mình kỳ vọng vào một mối quan hệ mà có thể gắn bó lâu dài. Tất nhiên rồi, còn khi mà kết hôn rồi á thì ở đó nó không còn là cái cảm xúc của tình yêu đôi lứa nữa, ở đó còn là cảm xúc của tình yêu gia đình, tình yêu lớn. Nó còn là tình thương, nó còn là trách nhiệm, nó còn là những cái giá trị mình sẽ tạo dựng cùng nhau để
đạt được một cái kết quả lớn hơn, đó là bảo vệ cho chính cái gia đình đó. Nên trong một mối quan hệ, mình nghĩ rằng khi yêu hay là khi sắp cưới hay là khi đã kết hôn rồi, thì hai cái cảm xúc đó nó luôn luôn cần phải được tồn tại để mình đi đúng hướng. Cảm xúc sẽ lúc giúp cho chúng ta duy trì mối quan hệ, nó đạt được sự gắn kết. Nhưng lý trí nó sẽ giúp chúng ta biết được rằng chúng ta nên điều chỉnh mối quan hệ của mình như thế nào, nên chia sẻ ra sao, chứ không phải chỉ biết nhìn vào cái mặt tốt của người đó mà mình không hoàn thiện, cùng nhau hoàn thiện cái khiếm khuyết của họ. Hay là vì cảm xúc quá mình chỉ nhìn thấy cái điểm xấu của họ mà mình không cùng họ tìm ra những cái điểm tốt. Nên tôi nghĩ rằng một mối quan hệ tốt đẹp thì một mối quan hệ sẽ dung hòa giữa cảm xúc và lý trí đó, để đạt được sự gắn kết lâu bền. Em thấy rằng là tình yêu là một đề tài rất là hấp dẫn. Vậy khi ngồi lại trò chuyện, chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới tình yêu, thì góc nhìn của cô như thế nào trong thời điểm hiện tại? Hiện tại là một người phụ nữ đã kết hôn được gần 10 năm, có một bé con 7 tuổi, thì tôi, quan điểm của tôi bây giờ và trước đây nó có khác nhau một chút xíu. Tức là trước khi kết hôn ấy, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ rất là khó chấp nhận những cái điểm yếu của một ai đó, của người ta, bởi vì là một người bản lĩnh, là một người cá tính, là một người cương trực, thì tôi muốn mọi thứ nó phải đúng ngay từ đầu. Thì khi bây giờ kết hôn rồi thì tôi lại nhận ra một điều rằng là không trông đợi vào một mối quan hệ mà người đó đúng ý như những gì mình mơ ước, mình mộng ảo, mình kỳ vọng, mà ở đó mình sẽ thấy được những cái điểm tốt của họ, và từ đó mình sẽ học hỏi những cái điểm tốt. Còn ai cũng có điểm xấu cả, kể cả mình. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau phân tích, cùng nhau định hướng để cái tương lai của chúng ta sẽ phải đồng hành cùng nhau. Vậy thì làm sao để đồng hành lâu dài? Thì mỗi người chúng ta sẽ phải tìm ra những cái điểm khiếm khuyết của bản thân mình để hoàn thiện, giúp đỡ nhau cùng phát triển, giống như một người bạn đồng hành thôi. Có những người bạn sẽ gắn bó với bạn khoảng thời gian ngắn rồi họ sẽ rời đi, nhưng có những mối quan hệ sẽ gắn bó với bạn rất dài. Và mối quan hệ của vợ chồng là như vậy, mình sẽ đi với mình hết cả một cuộc đời này, ai cũng kỳ vọng điều đó cả. Vậy để làm sao mà đạt được điều đó thì chắc chắn một điều rằng là bạn phải cùng nhau, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, phải biết đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh, đâu là những điều tốt, đâu là những cái điều cần phải sửa chữa. Vì nếu như có ý thức như vậy, nếu có ý thức rằng là bản thân mình thiếu cái gì mình cần phải sửa, bản thân mình tốt cái gì mình phải cho đi, thì mối quan hệ đó chắc chắn sẽ là một mối quan hệ lâu bền và tiến về những cái mục tiêu sâu hơn, là đồng hành cùng nhau đến suốt cuộc đời. Vâng, em cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Thì thưa tất cả các quý vị và các bạn thân mến, theo tôi, tình yêu cũng giống như một việc mình chọn một loại đồ uống ưa thích. Buổi sáng chúng ta có thể chọn một ly cà phê thay cho một tách trà. Buổi trưa hay một thời điểm nào đó, ta có thể chọn một ly nước cam hay một loại nước ép chẳng hạn. Hay chăng là một ly cocktail có sự hòa quyện giữa vị cay nồng của rượu, vị ngọt của các loại nước ép. Nếu chua quá thì sẽ trở nên gắt, nếu ngọt quá sẽ khiến cho người uống trở nên thấy ngán. Sự tổng hòa của tất cả các yếu tố sẽ tạo nên một ly cocktail hoàn hảo. Đó là ly cocktail của chua, cay, ngọt và đắng. Và đó là ly cocktail của tình yêu, sự đa dạng trong màu sắc. Với khát vọng của một người trẻ, tôi tin chúng ta hãy yêu, hãy trân trọng và tin tưởng vào tình yêu bạn nhé. Cảm ơn MC Lệ Chi đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.